Rồi anh Kiếm ơi, mình nói cho anh em biết địa chỉ vườn mình đâu hả anh Kiếm? Ở ấp Chánh Hội A, xã Ngãi Hùng, tiểu cần Trà Vinh. Ngày hôm nay thì mình giao lưu với anh em như gốc mai hả anh Kiếm? Hai gốc mai. Rồi, mã số 1 cho anh em. Cây này chiều cao mình tầm khoảng nhiêu hả anh Kiếm? 2m2. 2m2, còn tán ngang sao anh? Ngang 2m5. 2m5. Một cốt quay lên nha anh em. Cây này cốt cành là nguyên zin hết luôn hả anh Kiếm? Rồi, quay cho anh em xem một vòng từ dưới lên trên nha anh em. Cái này nó xù lâu chưa anh Kiếm? Là đó là mình trồng ở đây luôn hay sao anh? Trồng đằng kia cũng vậy đấy. Đây nguyên một bệ xù nha anh em. Hình như em thấy là từ dưới gốc lên tới chỗ cái đọt trên là nó xù chầm chầm luôn hả anh Kiếm? Xù hết. Này, còn lại cho anh em xem. Rồi. Cút cành này đó tạo lại hả anh? Tạo lại lâu chưa anh? 5 năm rồi. 5 năm hả anh? 6 năm rồi. Đấy, tạo cho anh em xem mấy cái điểm nó đang lên xù anh em. Cái lên xù khá là nhiều anh em. Đâu mình đo thử cái từ ở dưới gốc mà lên trên phía trên đó là nó khoảng bao nhiêu anh? Gốc từ đâu tới đâu? Từ chỗ cái mặt đất lên tới chỗ cái điểm nó xù anh, chầm chầm anh. 60. Rồi, 60 nha anh em. 60. Là từ mặt đất lên tới trên đỉnh đó là 6 tấc là xù 100% hết. Do cái này nó diện tích hơi thấp anh em, sẽ quay phía bên đây bắt đầu qua bên kia. Đế này mình có thể mình khai thác được nữa không hả anh Kiếm? Còn nó bị này trồng đây đâu có làm đế gì đâu. Dạ. Cái mặt bông chuẩn đó là thường nó là bao nhiêu cánh anh? Này từ 5 tới 9 cánh. 5 cánh đến 9 cánh anh. Chùm hay sao anh? Chùm đẹp. Nguyên vàng xương anh em. Nguyên vàng xương thì múa lượng rất là đẹp anh em ơi. Nhưng lấy cây viết mình vẽ anh búng nữa nè. Cốt đi lên. Đây, mấy cái cận cho anh em xem mấy cái bông nó nè anh em. Mình có mặt bông cái cây này không anh? Không có. Đây nè anh em. Đây nguyên một bệ nha anh em. Cây hầu như nó bít mình luôn rồi anh em ơi. Đúng xù nặng luôn nha. Cây này tại do anh em nhìn ở dưới đây á, cây nó hơi thấp á, đúng ra mình phải đưa lên cái chậu nó cao anh em nhìn thấy cây nó mới giữ nha. Đây nguyên tràng xương nè, cây rất là đẹp. Rồi phía bên đây nè, rồi mình vô mình đo thử thông số rồi anh Kiếm ơi. Cây này còn tương lai nó còn lên nữa anh em. Nhiêu anh? 71 nè, thôi 70 thôi nè. Rồi mình đo cao lên chút xíu đi anh. Đo ngay cái eo nha. Cái eo giống nhỏ nhất luôn nè. Nhiêu anh? 65. Rồi náo hết nguyên cục đế cho anh. Cả 200 không anh? 200. Rồi tính anh em 200 thôi anh ơi. Rồi sẵn mình áo cái cốt cành luôn anh. Cành 18. 18. Rồi cốt bên kia anh. Nè. Dạ. Đây có cục này hả? Dạ. Bảy. Rồi. Rồi được anh. Rồi quay lại cho anh em một vòng của cái gốc này nha. Cây số 1 này mình giao lưu cách thức sao anh Kiếm? Giao lưu số điện thoại. Rồi anh em nào thích thiện chí mình liên hệ với anh Kiếm qua số điện thoại nha anh em. Rồi gốc tiếp theo anh em, mã số 2. Cây này chiều cao mình khoảng nhiêu hả anh Kiếm? Cao 3m3. Rồi tán ngang khoảng nhiêu anh? Tán ngang 3m4. À, chính xác luôn nha anh em, ảnh có đút cái thước cho anh đo rồi. Một cốt đi lên anh em ơi. Cái này mình trồng đây lâu năm chưa hả anh Kiếm? Trồng 10 năm rồi. 10 năm rồi hả anh? Rồi bốn bên nha. Cái này bông dữ không anh? Bông dữ đó. Anh em coi nguyên cái vàng nút lên nè. Nút quá trời nút luôn nè. Thường nó bao nhiêu cánh anh Kiếm? Cũng từ 5 cánh tới 9 cánh. Đây. Từ hồi mình trồng tới giờ là được nhiêu năm rồi hả anh?
mai này tuổi thì nó già rồi, nhưng mà trồng lại đây, lên đây trồng 10 năm rồi. 10 năm hả anh? Đây anh em quay cho anh em phía bên đây, bắt đầu qua bên kia nha. Cây này khá là lớn nè em. Xương tàn bắt. Quá đẹp anh em ơi, từ dưới lên trên nha. Cây hơi nghiêng nhẹ hả anh? Hãy coi nguyên cái dàn xương này anh em. Bộ đế đóng người hơi bị đỉnh luôn anh em. Còn đầu mình ra xa mình quay cái bắt đầu qua bên kia nha. Quay bốn bên hết cho anh em. Rồi mình vô mình quay cốt cành cho anh em xem. Rồi phía bên đây anh em. Cây này anh em nào mà mình mua mình đem về con nhẹ cho mấy anh em. Mới đều lại cái tàn. Tàn này anh bỏ nguyên thủy luôn. Mình vô mình quay cho anh em xem nguyên cái xương tàn anh em. Cây này kiếm mấy cây mà xương tàn vậy hơi khó nha anh em. Chung thì tiền bạc kiếm dễ anh em ơi. Kiếm cây xương tàn vậy hơi khó nha. Anh em thấy nó bắt từ dưới lên trên không? Cây khá là đẹp cây nha. Kiếm ơi, mấy cái cốt này là nguyên ghiên hết luôn hả anh kiếm? Ghiên đấy. Đây anh em. Cây đây đâu có ghép cái gì đâu. Đây anh em. Cái này đâu mình vô mình đo thử mấy cốt cành thử anh kiếm. Cây này thân nó dặn dặn bột luôn nha anh em. Ở dưới này mình khai thác đế được nữa không hả anh kiếm? Còn quá, này để nguyên là đâu có làm gì đâu. À nhưng mà mình còn khai thác được nữa không anh? Được. Được bình thường anh. Cây này trồng tự nhiên mà đâu có... Cốt chà bá không anh em. Nè, cận cho anh em xem mấy cái cốt nha. Cốt nhiều hả anh kiếm? 29. 29 nha anh em. Một cốt nó khoảng 29 nha anh em. Mà anh em thấy nó bắt ra nhìn thấy đã cây thiệt. Rồi thân nó sắn anh em. Ảnh nói là nguyên thủy từ xưa trồng là chưa khai thác hết anh em. Nếu mà anh em đến mình có thể mình khai thác được nữa bình thường anh em ơi. Còn thân thì nó dặn anh em. Dặn dặn bột. Cây này giống như đang bể xù hay gì hả anh kiếm? Đang bể bể. Đang sung da anh? Rồi bắt đầu mình sẽ qua phía bên đây nha anh em. Và wow, mình quay cận cho anh em xem nha. Cây này chắc còn tơ cây hả anh kiếm? 30 năm mấy nè. Cái này anh em thấy rồi nè. Quay cận cho anh em. Cây nó y chang như cây sứ rồi nè. Đây mấy cái nắp anh em thấy nó đang phù da, nó đang cộm lên nha. Cây này thì anh em đem về trồng sung nó lên xù chắc rồi anh em ơi. Ở phía bên đây mình nó còn ra đế nữa không hả anh kiếm? Còn á, đâu có môi lên đâu nó nè, nó ghế này nè ra nè. Dạ. Ừ, mình đâu có môi đâu. Đây. Cái này anh kiếm đo thử thông số nó khoảng nhiêu anh kiếm? Rồi. Nhiêu anh? 86. 86. Rồi mình đo cao chút xíu đi anh kiếm. Nhiêu? 75. Rồi anh kiếm mà náo nhẹ nguyên cái nồi đế đi anh. ba trăm có hơn nha anh em. Đây anh em nhìn bên đây gốc đây quá dữ luôn anh em. Cái cây này khủng khiếp lắm. Cái này anh em nào mà mình thật sự quan tâm mình đến thực tế mình xem anh em, cây còn dữ nữa nha. Cái này mình coi là chưa đã lắm đâu. Rồi mình đo thử thoát thân luôn khoảng nhiêu hả anh kiếm? Từ mặt đế lên chỉ cành một nha anh em. Nhiêu anh? 36. Đầu mình sẽ quay tổng thể là cho anh em một vòng nữa cái bộ tàn gốc này nha anh em. Anh kiếm ơi, anh vô anh đứng anh giang tay thử cho anh em hình dung luôn ha anh kiếm. Đây nè anh em, nguyên cái vàng tàn nha. Mình ra xa mình quay hết cho anh em một vòng của cái bộ tàn gốc này nha anh em. Đây. Cái này anh em bán là mình mua tận vườn, mình đâu có hỗ trợ ship bứng gì hả anh kiếm? Dạ. Rồi quay tổng thể cho anh em xem hết bộ tàn. Ở đầu mặt phía bên đây nè anh em. Quay cận cho anh em xem mấy cái vàng xương nè anh em. Cây vàng xương ghê quá anh em ơi. Lần đầu tiên thấy ốc này là mình tê tái luôn anh em. Này, nguyên một bệ vàng xương nè anh em thấy nè. Những cái mảng da anh em bắt đầu nó phù lên anh em. Lên tới đọt luôn nha anh em. Hầu như là cái cây này như nó phát triển vậy anh em ơi. Vú bò anh em thấy là nó đóng cũng khá là nhiều nè. Đây. Quá trời luôn cái này đang sung. Đây, cận cho anh em xem nè. Cây quả đã. Rồi. Anh kiếm ơi, ví dụ anh em nào thích thiện chí muốn giao lưu thì mình giao lưu sao hả anh? Này thì tôi bán hơi cây dừa nhà tôi bán như... Liên hệ có số điện thoại hả anh kiếm? Điện thoại à. Rồi.
Anh em nào thích thiện chí mình cứ liên hệ trực tiếp qua anh Kiếm nha, qua số điện thoại phần tiêu đề anh em. Rồi chào tạm biệt tất cả anh em nha, chúc tất cả anh em có buổi chiều là vui vẻ hạnh phúc với người thân, mong là anh em có thể giao lưu thành công cặp mai này với anh Kiếm nha. Cây này tiềm năng anh em ơi, anh em nào quan tâm cây mai nào mà đẹp anh em có thể đem cây mai này về nha, tương lai vô bờ bến.